hỏi chủ, mai nhờ có bà con ở đám cưới điềm chỉ, cho nên anh nhìn kỹ coi có phải là em không? À đâu, anh nhìn kỹ có phải em không nè? Y Giang Thanh Kim Huệ. Anh này kỳ quá à. Cùng đôi mắt dung tâm tóc trung trung, mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ nhìn tán mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Thì hạnh năm trước cũng tương tự như em, dáng dĩ bình thường. Em ơi, đỡ sông Tiền hay sông Hậu vậy? Dạ Sài Gòn. Xin lỗi, thứ mấy? Dạ thứ ba. Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiện hay là nói chơi cho vui vậy á? Cô sao ơi, bấy lâu nay dân Kỳ Thanh mất kiếm Kỳ Thanh. Mà nay thấy bạn tôi mê liền. Mê mà anh mê ai? Tôi mê đất, mê người, mê nụ cười và mê điệu hò mái dài của quay của bà má bày. Xin lỗi anh ba, đừng có giận. Bụng miệng sao miệng nói rằng vậy? Cô có từng buồn nãy cô xảy qua cô cà hoài vậy cô sao? Ờ có đâu, để em nói cho anh ba nghe, để anh ba đừng có trách em. Cô sao à? Anh ba ơi, ơi, con gái đàn em thiệt thà giữa đêm. Anh ba gieo làm gì tiếc quá cho thêm cô. Coi kìa cô sao? Gì? Thôi chơi cô chút xíu. Mà em giận em mà. Anh nói vậy cho mấy vậy nha. Thế sao hả anh ba? Anh có gọi là cái việc là cái lúa trồng đậu á, nó có tốt hay không? Cái vậy nghe nói nè. Qua mai bờ nhánh gọi đào, vàng mơ ruộng hoa hoa màu giữa mơ. Mầm hạnh phúc mà quên thay trời rầy bá quở. Trời đất khen cho chê, sao mà má rầy quở rầy em? Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh báo. Ơ sao? Con nhỏ ấy lầm lẽ. Đúng vậy em. Anh mà ra đường gặp phụ nữ con gái hỏi mà không trả lời là anh giận dữ lắm. Trời ơi thiệt không anh? Nhưng mà may mắn cho đời anh là chưa giận người nào. Là vì hỏi bất cứ cô nào cũng vui vẻ trả lời hết. Chỉ còn riêng em, anh muốn em là cho anh. Thôi, còn ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Sao ơi? Không phải anh ba vô nhà em ngồi chơi đi. Chờ túi xong ruột đầu em về. Sao ơi, con nói vậy không tiện cô sao? Gì không tiện, chứ không lẽ bây giờ em trở vô nhà em tiếp chuyện với anh ba cho hết buổi sáng này hay sao ha? Ý vậy thì cô cháu. Đâu? Không ý là để cô cho tôi đi cùng với cô tới đầu cho tròn cái nghĩa mới quen. Anh nói gì vậy không có hiểu? Chơi không chịu vô nhà ngồi chơi. Ồ, không chịu thì bây giờ vô. Không vô nhà ở đây đứng đấy một mình anh nha. Nói chuyện mình anh, tôi đi tưới đậu. Tôi đi à. Quang quang cô sao ơi. Chị kêu hoài vậy. Không ý hỏi một câu làm lâu đôi lúc. Hỏi hết chuyện sản xuất một lúc nó cũng xong thôi. Thiệt mà cô sao? Ở được má em bả la chết á. Có gì đâu la.
ruộng em làm nè, chuyện em hiểu. Ở đây mà nói chuyện với anh ba hoài đó, chắc là đậu gà chưa chết heo hết đó ba ơi. Rồi đây bà con sẽ chê cười, em bỏ qua màu chết khô gì nó đứng nói chuyện với trai cả mùi. Một phần chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới, là xóm tiếng vui năm mãi muôn đời. Cô sao lời cô là ý, núi sông thanh đông thắt lá thanh đông lòng người. Nhà đông thì thiện lắm anh ba ơi, nghĩ sao nói vậy nặng đời người đi em. Cảm ơn quý vị rất nhiều.